Hello, em xin chào tất cả các bác. Em mới về được một chiếc đồng hồ để bàn, thương hiệu là Citizen Made in Japan, toàn thân là nhôm chi vàng, đẹp xuất sắc nha các bác. Số giờ là số La Mã, cái viền giờ là viền nhôm chi vàng luôn nha. Made in Japan nằm tuốt dưới nha các bác. Nó cái này đẹp long lanh luôn, không treo vào đâu được. Mặt xanh, còn mặt trước này mặt kính. Chiều cao của chiếc này là 28,5 cm, còn chiều ngang là 21,5 cm. Hậu, chiều hậu sau vô nè, sau vô là 12,8, còn mặt đồng hồ này là 12 cm. Cái mặt nó mặt xanh này các bác ha, xanh dạng vân mây đó nha. Phía sau có đầy đủ nắp pin luôn. Chiếc này thì để xem giờ, trang trí decor đẹp, dưới có bốn cái chân đế. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 09181 20267 và đây là số Zalo của em. Các bác các bạn Zalo giúp em để cần hình ảnh và video em gửi thêm nha. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.